Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai dung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân thót tim. Hôm 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 đã bắt tạm giam hai ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái về tội nhận hối lộ. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Thành giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, ông Thái thì giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này. Được biết, ông Trần Đình Thành là cánh tay phải của ông Lê Hoàng Quân khi ông Quân còn là bí thư tỉnh Đồng Nai. Khi rời chiếc ghế bí thư tỉnh Đồng Nai về làm phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu Trần Đình Thành thay cho mình và ông Thành đã ngồi ghế này hơn 2 nhiệm kỳ. Việc bắt nguội ông Trần Đình Thành tại Đồng Nai là hồi chuông cảnh báo cho sự an toàn của ông Lê Hoàng Quân. Sai phạm của ông Trần Đình Thành trước năm 2016 giờ mới được sới lại và ông Trọng đã ra tài. Đây là hình ảnh thuộc hạ cũ của ông Lê Hoàng Quân ở Đồng Nai đã phải vào khám. Ông Lê Hoàng Quân cũng thôi chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016. Sai phạm của ông Lê Hoàng Quân rất lớn, tuy nhiên đến nay ông Lê Hoàng Quân chưa bị bắt vì ông này nằm trong diện tam trụ ăn đất có quyền lực ngầm mạnh nhất nhì miền Nam hiện nay. Đã sở tới Lê Hoàng Quân đã động đến Lê Thanh Hải, vì thế ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông này hàng loạt quan chức dưới quyền đã bị sổ khám, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đều phải ngồi tù vì trí thay ông Lê Hoàng Quân. Với vai trò là cấp trưởng, lẽ ra những sai phạm mà ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài phải ngồi tù thì ông Lê Hoàng Quân cũng phải gánh, nhưng ông lại bình an vô sự. Tuy Lê Hoàng Quân chưa bị sở gáy, nhưng vòng vây ông cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang bị siết dần. Ngay cả ông cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải còn bị siết thì ông Lê Hoàng Quân khó mà đứng ngoài, không có sự liên quan. Vào ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Phúc Ngọc, cựu tổng giám đốc tổng công ty địa ốc Sài Gòn Resco, đã bị công an thành phố Chí Minh bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước. Ông Ngọc và ông Nguyễn Hiếu Tín, 66 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco đã bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Tài ra tòa bị giéo tên Lê Hải Quân. Lesco, doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ án xảy ra tại đây, bốn người khác là thành viên hội đồng thành viên và kiểm soát viên cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Bốn bị can trên được cho là đã sai phạm trong chuyển nhượng hai mặt bằng tại đường Lý Thường Kiệt và đường Hồng Bàng, quận 11, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng riêng ông nguyễn hữu tín và nguyễn thành tài là thuộc hạ của ông lê hoàng quân phụ trách việc chỉ đạo các cơ sở ban ngành còn các xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân của thành phố là những thuộc hạ của ông lê hoàng quân phụ trách mảng kinh tế những sai phạm của ông nguyễn phước ngọc và ông nguyễn tín trung có liên quan đến người xếp của ông này là ông lê hoàng quân đã có quá nhiều thuộc hạ phải vào tù tuy nhiên đến nay ông nguyễn phú trọng vẫn chưa làm gì được lê hoàng quân không biết ông trọng bất lực hay ông muốn vờn trước khi bắt đối với ông cựu chủ tịch ban nhân dân thành phố hồ chí minh có lẽ là ông trọng muốn chơi trò mèo vườn chuột với ông cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã về hưu bởi hiện nay ông lê hoàng quân đã hết quyền lực đây là hình ảnh hai tổng giám đốc dưới thời ông lê hoàng quân làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bị bắt giam không biết ông trọng có định tóm lê hoàng quân hay không Tuy nhiên với trò chơi bắt bớ thuộc hạ khắp nơi như thế này Thì ông Lê Hoàng Quân khó mà bình tĩnh cho được Giờ đây các quan tham không còn được hạ cánh an toàn như trước Dù sai phạm đã gần một thập kỷ thì ông Trọng vẫn cho bắt Có người nói ông Trọng cứ chơi trò ú tim như thế Ông Lê Hoàng Quân khó mà sống bình yên cho được Kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hồng Diên đang bị quần nhưng chưa ngã có võ ai được chống đỡ đây có thể nói những ngày qua hiện tượng thiếu hụt xăng dầu sôi sục trở lại Tần đầu ông bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã đổ lỗi cho các doanh nghiệp bán lẻ không chịu nhập hàng vì chiết khấu không đồng nên không có lời tuy nhiên hiện giờ hiện tượng thiếu xăng lại không chỉ gói gọn ở miền nam mà còn lan ra tận hà nội người dân bị giới hạn chỉ định mức cho hoạt động xã hội bị ngừng trệ người chịu trách nhiệm cho vấn đề này là ông nguyễn hồng diên và người liên đới chịu trách nhiệm là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Song song với vụ thiếu hụt xăng dầu trên cả nước là vụ án xử nhóm buôn lậu 200 triệu lít xăng. Việc để xăng dầu nhập lậu theo kín ngạch thiếu khi những đường dây buôn lậu xăng dầu này bị bắt thì xăng bị thiếu cho thấy tình trạng buôn lậu hoành hành bao lâu nay làm cho xã hội phụ thuộc vào nguồn hàng lậu là rất lớn. Đây là trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và cả ông Bộ trưởng Bộ Công an khi để cho buôn lậu lộng hành thời gian dài mà không triệt hạn nó từ trong trứng nước. Người dân Việt Nam thì vất vả vì thiếu xăng, doanh nghiệp thì phải ngưng trệ các hoạt động kinh doanh cũng vì thiếu xăng. Đã có người bức xúc phải thốt lên rằng tình trạng tệ hại này diễn ra từ lâu rồi, phải có ai chịu trách nhiệm đi chứ tuy nhiên dù kêu gào đến đâu thì ông bộ trưởng bộ công thương vẫn không hề bị trừng phạt vậy thì không hiểu ông Nguyễn Phú Trọng làm sạch đảng bằng cách nào đây vào hồi 28 tháng 10 quốc hội đã họp và có nhiều đại biểu phê phán tình trạng thiếu xăng dầu trong cả nước chiến lược an ninh năng lượng quốc gia bị đặt một câu hỏi rất lớn hai nhà máy lọc dầu nghi sơn và bình sơn đảm bảo tới 70 80% sản lượng tiêu thụ trong nước thì phải nhập khẩu có 20% Tuy nhiên, thời gian qua đã để xảy ra hiện tượng hết xăng tại một loạt các cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn nhất đất nước, ảnh hưởng vô cùng nhiều đến đời sống của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh để xảy ra tình trạng hết xăng dầu kéo dài, nhưng ông Nguyễn Hồng Diên vẫn chưa chịu trách nhiệm. Trả lời ông Nguyễn Hồng Diên nói rằng để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống phân phối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam là điều rất đáng tiếc và bất thường bởi dù hoàn cảnh khó khăn giống nhau nhưng phần lớn các tỉnh thành phố nhất ở phía bắc và miền trung thì không xảy ra như vậy. Thực tế là tình trạng thiếu xăng dầu này đã lan ra đến tận Hà Nội. Nguy cơ thiếu xăng dầu sẽ lan ra cả nước nhưng ông Nguyễn Hồng Diên thì lại khẳng định rằng chỉ có thiếu cục bộ mà chủ yếu là ở miền Nam. Có thể nói rằng cách trả lời của ông Diên để đối phó với là tình hình là chính. Thực tế, thiếu xăng dầu đã lan rộng chứ không hề được kiểm soát tốt sau đợt khan hiếm vào hồi giữa tháng 10. Qua nhiều đời Bộ trưởng Bộ Công Thương, có nhiều người rất tai tiếng và bị đánh giá là yếu kém như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Tuy nhiên, thời ông Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu như hiện nay. Với những yếu kém mang lại mối nguy cho nền kinh tế và đời sống dân sinh như thế, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải xử lý ông Nguyễn Hồng Diên ngay và liền. Tuy nhiên, ông bộ trưởng này vẫn bình chân như vậy, dường như không có chuyện gì xảy ra với ông cả. Về năng lực, rõ ràng là ông Diên là bộ trưởng yếu kém, tuy nhiên về mặt chính trị ông Diên dường như vẫn vững như bản thạch, mặc dù ông bị dư luận xã hội quần trong nhiều tháng qua và những yêu cứu này cũng được đưa vào nghị trường của quốc hội để quân tiếp nhưng cuối cùng cũng không làm gì được ông bộ trưởng này đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chọn người không hề có năng lực. Trước đây, khi mà ông Phạm Minh Chính mới nắm chức Thủ tướng, ông đề cử cựu Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công Thương đã làm xôn xao nhiều người bởi năng lực của ông này được đánh giá là yếu kém khi ông Bí Thư tỉnh Thái Bình và thậm chí có dư luận nghi ngờ về bằng cấp mà ông có được. Ông Diên được cho là người không có thực học. Thực ra, ông Diên không có võ vì yếu kém thì đã rõ rồi ông được che chở để tồn tại và ai là người đang che chở cho ông này làm hết nhiệm kỳ bộ trưởng người đó sẽ có lỗi với nhân dân